Thưa quý vị, chỉ thị số 40 của Ban Bí thư Trung ương Đảng đã góp phần nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả của tín dụng chính sách xã hội, tạo điều kiện cho hộ nghèo, đối tượng chính sách được tiếp cận các chương trình tín dụng ưu đãi, khuyến khích họ tư duy, đổi mới cách làm, chuyển đổi, phát triển kinh tế, tạo dựng cuộc sống ổn định. Từ trong các hoạt động này đã xuất hiện nhiều tấm gương cán bộ tín dụng tiêu biểu, quản lý tốt nguồn vốn chính sách trên địa bàn, giúp nhiều mô hình kinh tế phát triển, mở rộng quy mô sản xuất. Đây là những hình ảnh trong buổi tuyên truyền của anh Trần Huy Hoàn và các đồng nghiệp của Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh. Những thông tin về chính sách cho vay đối với hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn và cho vay đối với học sinh, sinh viên luôn được anh Hoàn giới thiệu và làm rõ để người dân hiểu cần phải làm gì và làm như thế nào. Từ ngày mà nhờ Ngân hàng Chính sách Xã hội đã giúp đỡ chúng tôi, cho chúng tôi vay vốn, là giờ chúng tôi đã thành công là bắt đầu là nuôi từ 2 con giống, mà giờ là được 12 con, rồi mở được thêm quán, đây là nuôi con ăn học thành đạt. Anh Hoàn là đã giúp đỡ là liên tục là sát cánh kê vai, là giúp đỡ bay vẽ cho chúng tôi, là chúng tôi đã trưởng thành. Thì chúng tôi điều mong muốn cuối cùng là không có gì hơn là chúng tôi sẽ cảm ơn. Với 6 năm kinh nghiệm và vai trò là tổ trưởng tổ tín dụng Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Kỳ Anh, trong những năm qua, anh Hoàn đã tham mưu cho Ban đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội cấp huyện thực hiện kế hoạch kiểm tra, giám sát tại các xã, phối hợp với các tổ chức chính trị xã hội nhận ủy thác, thực hiện tốt công tác ủy thác, tổ chức tập huấn nghiệp vụ và củng cố nâng cao chất lượng hoạt động ủy thác đối với hội cấp xã và tổ tiết kiệm và vay vốn. Từ những năm 2020 trở lại đây, thì tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Kỳ Kháng giảm rõ rệt từ hơn 5,9% từ năm của năm 2020 đến nay, thì tỷ lệ hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn xã Kỳ Kháng chúng tôi chỉ còn 4,16%. Đây là một con số biết nói và cũng là minh chứng cho cái việc là các cái nguồn vốn của Ngân hàng Chính sách Xã hội đóng vai trò hết sức quan trọng trong cái phát triển kinh tế, cũng như là vai trò chỉ đạo quyết liệt của đồng chí Trần Huy Hoàn. Với sự nhiệt huyết và kinh nghiệm của mình, anh Hoàn đã cùng với tập thể Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Kỳ Anh tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các chính sách cho vay, góp phần từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của đơn vị. Đồng chí Hoàn là một cán bộ trẻ, năng động và sáng tạo, có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật là rất tốt. Trong vai trò là tổ trưởng tổ kế hoạch nghiệp vụ tín dụng, thì đồng chí luôn nỗ lực cố gắng để hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ được giao. Đó là thường xuyên nghiên cứu, học hỏi và có nhiều cái sáng kiến, sáng tạo để tổ chức hoàn thành tốt các cái nhiệm vụ tại tổ tín dụng. Trong cái thời gian tới thì chúng tôi sẽ tiếp tục bám sát các cái chỉ tiêu, bám sát các cái chỉ đạo của Ngân hàng Chính sách Trung ương cũng như Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh, đồng thời là phối hợp với các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương cũng như là các hội thác cấp xã, tổ tiết kiệm và vay vốn, làm sao truyền tải được các cái vốn tín dụng chính sách một cách là nhanh nhất, đúng đối tượng và đúng đối tượng thụ hưởng và góp phần là thực hiện các mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững. Với những nỗ lực của bản thân và tinh thần làm việc hăng say, hết lòng phục vụ nhân dân, đưa nguồn vốn chính sách xã hội kịp thời đến tận tay bà con, anh Trần Huy Hoàn đã cùng với tập thể cán bộ Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Kỳ Anh hoàn thành tốt các chỉ tiêu cấp trên giao,